em ngọc uh, xin chia sẻ cho các bác một cái thông tin và một cái dự báo cho các bác là giá cây giống gió bầu năm nay sẽ nhỉnh hơn uh, năm ngoái và một số năm trước Đấy, vì sao lại như thế Đấy, thì trước mắt các bác và uh, mọi người đây là những cây giống gió bầu hiện tại của bên trung tâm cây giống gió bầu của bên em ngọc Đấy, là những cái cây gió bầu mà bên em Ngọc đã uh, hiện tại đang nhân giống và phát triển cũng như là chăm sóc. Cây thì hiện tại đã đạt tiêu chuẩn và kích thước để xuất vườn cho các bác. Cây hiện nay có chiều cao trung bình khoảng tầm từ 15 cho đến khoảng uh, 25 cm. Đấy, một gang tay của em Ngọc đây là được khoảng tầm 20 cm và cây này nó đã cao hơn. Đây là cái cây mà em lấy lấy là ở mức trung bình các bác ạ. Đấy, có những cái cây nó sẽ thấp hơn và có những cây nó sẽ cao hơn một chút nhưng trung bình là khoảng tầm 15 cho đến 25 phân. Đấy các bác nhé đấy, Tại sao năm nay cây giống gió bầu lại có giá nhỉnh hơn so với mọi năm đấy, uh, theo như uh, bên em làm vườn ấy, thì năm nay cái hạt từ cây gió bầu này nó đã cao hơn so với những năm trước nó cao hơn khoảng tầm 3 cho đến 4 lần so với năm trước các bạn đấy, đấy là những cái chia sẻ rất là thật các bác có thể đi hỏi tất cả các nhà vườn thì các bác có thể là xác thực được cái thông tin mà em Ngọc vừa nói với các bác nhé đấy giá hạt giống nhé các bác nhé là nó sẽ cao hơn 3 cho đến 4 lần so với mọi năm chính vì lẽ đó hạt giống cao thì đương nhiên là giá bán cây giống thì bên em Ngọc sẽ là phải tăng lên so với mọi năm hơn một chút đấy nên là các bác nào mà ở năm nay đang chuẩn bị đi mua cây giống rau bầu thì các bác có thể là nắm bắt được tình hình giá của cây giống năm nay nhé để các bác biết được Đấy, cây rau bầu thì là một trong những cái cây uh, kinh tế mà nó phải nói là bền vững nó xuất hiện từ rất là nhiều năm lâu đời rồi qua rất là nhiều thế hệ ông cha rồi và cái cây này hiện nay thì vẫn đang được rất là nhiều uh, khu vực và bà con thì đầu tư cực kỳ là mạnh vào trồng cái cây này nó là một trong những cái dòng cây uh, kinh tế Đấy, cây rau bầu này trồng sau đó là các bác sau này sẽ cấy uh, chế phẩm sinh học để có thể là thu được cái trầm hương ở trên cây rau bầu này trầm hương thì là cái sản phẩm mà uh, cung ứng và không chỉ việt nam chúng ta mà còn xuất đi ở trung quốc và rất là nhiều nước trên thế giới họ rất là thích sử dụng những cái sản phẩm từ trầm hương như là một số sản phẩm về tâm linh như là vòng tay này nhang hay là tượng phật này đấy hoặc là có thể là tinh dầu này người ta có thể là uh, tượng trang trí này đấy người ta và sử dụng cái trầm hương này cực kỳ là phổ biến và nhiều nước trên thế giới thì họ rất là ưa chuộng và giá những cái sản phẩm và trầm hương thì nó không hề rẻ các bạn nó không hề rẻ đâu các bác nhé một cái vòng tay đơn giản như các bác trầm hương mà các bác đeo nó cũng đã có giá lên đến vài triệu đồng một cái rồi đấy đây là những cái sản phẩm mà gọi là uh, phổ thông và nhiều người có thể sử dụng được nhưng bên cạnh đó nó còn có một số những cái sản phẩm cao cấp trầm tự nhiên thì nó có thể lên đến vài chục triệu cho đến vài trăm triệu có những sản phẩm nó có thể lên đến hàng tỷ đồng đấy là những cái giá trị thực tế mà cái trầm hương mang lại đấy các bác có thể là xem thêm những cái tài liệu cũng như là những cái video của rất là nhiều những người bán hàng những người mà có kinh nghiệm lâu năm về trầm hương họ nói nói về cái sản phẩm trầm hương này rất là nhiều ở trên các phương tiện các bác có thể là xem và tham khảo thêm đấy thì các bác mà hiện năm nay các bác họ đang muốn trồng cái cây trầm hương gió bầu này mà các bác là chưa biết mua ở đâu hoặc là chưa biết mua ở đâu để có thể là được cái cây giống chất lượng tốt nhất và giá cả uh, hợp lý thì các bác thể liên hệ ngay cho em ngọc để em ngọc báo giá cụ thể cho các bác nắm bắt được về cái giá của cái cây gió bầu trầm hương năm nay nhé còn bây giờ thì em ngọc xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo